VJ Sài Gòn đã long trọng tổ chức lễ khai giảng cho gần 300 em học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 mới nhập học tại trung tâm. Theo kế hoạch năm 2024, VJ Sài Gòn sẽ đưa khoảng 500 du học sinh đi du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản, góp phần nâng con số của VJ nói chung lên 2.500 du học sinh trong năm. Nhân viên của VJ Sài Gòn thì sau khi sang bên Hàn Quốc và Nhật Bản thì chúng tôi có những văn phòng đại diện ở bên Hàn Quốc và Nhật Bản, luôn sẵn sàng hỗ trợ các em về việc làm thêm, về chuyển đổi visa từ du học tiếng lên du học chuyên ngành. Ngoài ra thì chúng tôi kết hợp với lại những trường cao đẳng đại học ở Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức những buổi hội thảo để các em định hướng tương lai tốt hơn. Công ty cổ phần tư vấn du học và thương mại VJ thành lập ngày 21 tháng 3 năm 2013 với hơn 11 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, là đối tác tin cậy của hàng trăm trường đại học tại Hàn Quốc và Nhật Bản. VJ đã đưa thành công hơn 15.000 học sinh sang du học các nước Nhật Bản và Hàn Quốc.